Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bùi Thế Cử vừa ký quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Nhà ở Hưng Yên 295 triệu đồng do vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Nhà ở Hưng Yên có trụ sở tại phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, chủ đầu tư khu nhà ở dành cho người có thu nhập thấp, đã vi phạm thực hiện giám sát chất thải định kỳ không đúng, không đầy đủ, không xây lắp công trình bảo vệ môi trường theo quy định, theo Nghị định số 155-2016 của Chính phủ. Tổng mức xử phạt 295 triệu đồng và buộc công ty phải thực hiện đúng và đầy đủ chương trình quan trắc, giám sát môi trường định kỳ trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, phải xây lắp công trình bảo vệ môi trường theo quy định.